Mao Trạch Đông và bí ẩn về con số 28. Ngày 1 tháng 10 năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Tiếp theo đó là loạt Đại Bác bắn chào mừng vang tới tận trời xanh. Tất cả mọi người đều thầm đếm số lượng phát Đại Bác bắn, 28 phát, và tất cả có cùng một câu hỏi như nhau, tại sao lần này Trung Quốc bắn tới 28 phát Đại Bác? Có một số giả thiết cho rằng, năm Mao Trạch Đông 28 tuổi, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời, năm Mao Trạch Đông lại tăng thêm 28 tuổi nữa. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, Mao Trạch Đông lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được 28 năm thì qua đời. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.